Em Lisa An xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là 12 tháng 11, em tiếp tục lên chia sẻ một số mật bông hoa cắt đẹp có tại vườn nhà em anh chị nhá. Anh chị cùng theo dõi ạ. Và như thường lệ thì em cũng sẽ gắn hòa bên trái màn hình và đánh theo mã. Anh chị mà ưng mã nào thì chỉ việc nhớ mã thôi anh chị nhá. Đấy, và gọi điện đặt hàng trực tiếp với em qua số điện thoại 0984282911. Đó cũng đồng thời là Zalo của em luôn anh chị nhá. Đấy. Về bông thì mình chỉ cần nhớ mặt bông thôi, là em sẽ nhặt cây đưa chuẩn mặt bông cho mình anh chị nhá. Đấy, bao chuẩn mặt bông ngay từ ban đầu. Thì đầu tiên em sẽ đi vào giới thiệu tới anh chị một trong những cái mặt bông hoa đỏ rất là đẹp, đó là đỏ trao nha chị nhá. Cái bông hoa này này, đây là cái bông hoa nở bói anh chị ạ. Đấy, cái khuôn hoa này cũng khá là to đấy anh chị, mà đạt nở lực đi nó cũng lên được tầm khoảng 15 đến 18 cm anh chị nhá. Riêng cái bông đỏ trao này này, cây nó rất là cao anh chị nhá, cây nó rất là cao và rất là dễ hoa luôn. Một điều đặc biệt nữa là thơm xa nha chị nhá. Đấy, cát, chơi cát là phải có mùi hương đúng không anh chị? Đấy, màu rất là rực rỡ luôn. Cái mặt của cái cơ bông cát này em tưởng tượng nó như con mèo á, rất là đẹp luôn anh chị nhá. Mã này là mã L1, hôm nay em còn 3 chậu nữa thôi. Anh chị nào chưa có giống thì anh chị sưu tầm. Ở đây là cái size cây em chia nha anh chị nhá. Đấy, hôm nay còn 3 chậu nữa thôi, anh chị nào chưa có giống thì anh chị sưu tầm nhá. Riêng cái dòng này thì hoa nó vừa thơm. Đấy, vừa thơm và vừa bền. Đó, có duy nhất 3 chậu nữa thôi. Đấy. Anh chị nào mà chưa có giống thì mình sưu tầm về mình làm giống nhá. Cái này là cây trưởng thành rồi. Cái cây này ra mầm mới là cho bông đấy anh chị nhá. Cây này ra mầm mới là cho bông, dễ hoa lắm. Riêng cái dòng đỏ trao này chị nhá, thơm đậm mà cái màu đỏ sập, bền bông lắm. Đấy, giá báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nhá. Đây, size cây nó chỉ như vậy thôi nhá. Đấy, phí vận chuyển một đơn hàng là 30.000 trên một đơn. Anh chị lấy từ 3 chậu là em đi san vẫn hỗ trợ ship nha chị nhá. Và ở đây là em gửi hàng toàn quốc anh chị ạ. Đấy, anh chị ơi, anh chị đang xem live, anh chị bỏ ra 2-3 giây like bài giúp em Linh San nhá. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì tặng em Linh San một nút đăng ký kênh để ủng hộ em nhá. Để mỗi khi mà em phát live stream hoặc là em đăng video lên sẽ có thông báo về máy cho mình để cập nhật tất cả những mật bông hoa mới tại vườn nhà em Linh San nhá. Đấy, đây, hiện tại là em quay đang là sáng sớm, như những cái bông hoa này nó rất là thơm anh chị ạ. Đấy, chơi cát là phải có mùi hương đúng không anh chị? Rồi. Và tiếp theo thì em sẽ lên một tông hoa màu trắng, họng đỏ, đấy, ngoài cánh viền màu hồng, đấy, thân lá rất là đẹp luôn anh chị nhá. Đây này anh chị này, ôi trường cây cực kỳ luôn. Lá anh chị nuôi lực lên nó sẽ to như cái bàn tay mình luôn đấy anh chị. Đấy, và bông siêu bự cho em nhá, hoa rất là thơm luôn đấy ạ. Đây, em cầm này, trường cây chưa, cây rất là đẹp, cái lô này là lô làm hoa anh chị ạ. Nên là cây rất là đẹp luôn anh chị nhá, nhiều cây đang ra lá mèo lắm đây này. Đấy, anh chị nào chưa có giống thì anh chị alo em nhá. Đây, lên cho em mã này là mã L69 với giá là 140.000 một chậu. Trời ơi, cái chậu này anh chị nhận về không đẹp giả lại cho em luôn đấy. Đây, đẹp lắm luôn nha. Em khẳng định là cái cây này nó vừa khỏe, nó vừa đẹp mà hoa cũng đẹp luôn. Đẹp từ thân lá đến hoa nha anh chị nhá. Đấy, lên mã L69 cho em 140.000 một chậu như thế này nha anh chị nhá. Tiếp cho em một mặt bông nữa mà cây cũng thân lá siêu đẹp nữa anh chị này. Cây này rất là làm mướt nha chị nhá, màu hoa vàng lưỡi đỏ, lá to lắm anh chị, chăm lực đi lá to, bông hoa to. Những cái dòng này á, khẳng định với anh chị luôn là anh chị chăm lực lên 16 đến 20 cm là chuyện bình thường. Riêng cái dòng vàng này chị nhá. Đây, cây này. Cây rất là đẹp luôn nha anh chị nhá. Lên cho em mã này là mã L90 với giá là 130.000 một chậu, cây rất là đẹp luôn anh chị nhá. Đây. Đấy. Cái dòng này thì siêu hoa lắm anh chị ạ, vàng thông súc nhá. L90. Em sẽ qua một tông hoa màu hồng nha anh chị nhá. Cái cây này á, siêu hoa mà bông siêu bự cho em nhá. Đây gọi là hồng kim cương anh chị này. Đấy, đây, size cây em chia này anh chị này. Cây đẹp. Đấy, cây này nó rất là cao, trưởng cây nha anh chị nhá. Dòng này hoa rất là thơm, bông cực đẹp luôn. Đấy, lên cho em mã này là mã L71 với giá là 130.000 nha anh chị nhá. Cây rất là đẹp luôn, và cây đây đều là cây già năm rồi, nhiều cây đã cho bông rồi anh chị nhá. Nghĩa là mình lấy về mình chăm thêm là cây lại chơi bông tiếp nhá. Em sẽ đi qua một trong những cái dòng tím cổ nha chị nhá. Cái cây này rất là đẹp, đó là cái cây Lucky nhá. Đây, cái size cây em chia này chị này, cái chậu nó rất là to, rất là trường cây. Đấy, đây, size cây nó như thế này anh chị nhá, dễ hoa lắm. Lên cho em Lucky là mã L20 với giá là 130.000 một chậu anh chị nhá. Đấy, cây này cát cổ mà rất siêng bông đấy anh chị ạ. Rồi tiếp đến này anh chị này, qua cho em một mặt bông nữa, màu đỏ, mắt vàng, rất là đẹp. Đấy, cái khuôn bông này thì hoa nó rất là tròn anh chị nhá. Và nó lên rất là nhiều mầm, đi nhiều hướng là cho rất là nhiều hoa đấy anh chị. Cái riêng cái dòng này nhá, nó dễ hoa lắm. Đấy, mã đỏ cho em nhá, lên mã đỏ L67 cho em với giá chỉ có 120.000 một chậu thôi. Và cây rất là, cũng khá là đẹp luôn đấy ạ.
Và qua tiếp cho em một dòng vàng nữa, bông hoa khuôn cũng khá là tròn. Và cái cây này này nó dễ bông lắm anh chị ạ. Vừa rồi nó ra bông đây này. Đấy, vừa tán bông xong. Đấy, cái cây này nhá, chậu cũng khá là nhiều thân luôn và khuôn bông cũng khá là đẹp nhá. Dòng này lên được cái tông vàng cam anh chị ạ. Đấy, hoa rất là thơm luôn. Lên cho em mã này là mã L81 với giá là 130.000 một chậu như thế này anh chị nhá. Chậu rất là nhiều thân luôn. Mà anh chị chỉ cần 1 đến 2 chậu anh chị lên chậu tác phẩm to luôn đấy anh chị nhá. Đó, cái cây này nuôi cũng khá là lâu năm rồi thì nó mới được một cái chậu bự như vậy đấy anh chị. Rồi tiếp theo anh chị này. Thơm quá cơ anh chị ạ. Đứng gần đây mà nó thơm, nó rất là thơm, nó hương nó bay bay. Đó nhá. Đây là cái cây ổi đỏ anh chị nhá, hay còn gọi là phét quang nam. Đấy, tên khoa học của nó là như vậy. Và cái size cây em chia nó cũng tương đương như thế này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, cây này cây hồng nha chị nha. Nó sẽ lên được một màu đậm hơn. Ô, anh chị nào mà thích gương đậm này, bông hoa bự này. Đấy, mà thích cái tông màu hồng thì lựa chọn luôn cho em cái cây này nhá. Mặt bông hoa này này, lên cho em mã này là mã A01. Đấy, A01 với giá là 160.000 một chậu. Chậu to nha chị nhá, chậu rất là to luôn đấy ạ. Và tiếp theo anh chị ơi, không thể bỏ qua một trong những cái mặt bông hoa to trà bá như thế này. Ngày nào em cũng phải lên giới thiệu với anh chị. Đây, mời chị nhà mình cùng ngắm hoa nhá. Trà bá luôn, hơn 17 cm anh chị. Nó rất là to, to hơn cả mặt em luôn giờ này. Đấy, đây là cái bông hoa hồng bướm nha chị nhá. Thơm quá. Cái cây này á, thì cái thân lá của nó cao, nó gầy nha chị nhá. Bông hoa siêu bự cho em và rất là thơm. Muốn một cái bông hoa nó to, bông nó bền thì mình phải mang về mình thuần nó lên, ổn định chậu và không nên di chuyển chậu nha anh chị nhá. Đấy thì mình chơi hoa nó mới gọi là ok anh chị ạ. Đó, đẹp quá. Đây, anh chị lên cho em mã này là mã L34 với giá 170.000 một chậu nha anh chị nhá. Đây, mặt bông hoa như thế này. Đây là cây dừa anh chị ạ, mình chẳng chăm mà ra hoa nó cũng đã nở rồi. Đấy, cây này nhá, đặc điểm của nó là rất là dễ hoa đấy anh chị nhá, không khó để có hoa đâu. Riêng cái dòng hồng bướm này này. Đấy, lên cho em nhá, mã này là mã L34, 170.000 ạ. Anh chị qua tiếp cho em một mặt bông nữa, đó là cái cây hoa màu đỏ mận. Dòng này nó là cái dòng lai của Tân Thị nhá anh chị nhá. Đấy, cái dòng này thì thân nó lùn, thế nhưng mà cái bông hoa của nó rất là đẹp luôn. Khuôn hoa của dòng này rất là đẹp anh chị nhá. Đấy, size cây em chia như này đều là cây trưởng thành rồi. Lên cho em mã này là mã A02 với giá là 130.000 một chậu anh chị nhá. Đó. Và tiếp theo nữa em cũng sẽ giới thiệu tới anh chị một trong những cái mặt bông lai của Lucky nhá chị nhá. Trời ơi, cây trà bá rất là đẹp luôn như thế này anh chị này. Đấy, cái dòng này thì dễ hoa nhá chị nhá. Hầu hết bây giờ cắt tem lai đều dễ hoa. Đấy, hoa quanh năm chứ không cứ mùa nào như ngày xưa là có những cái bông cắt cổ cắt xưa ấy. Thì có thể là một năm nó chỉ ra hoa một lần thôi. Đấy, thế nhưng mà bây giờ cắt tem thì nó siêng hoa cực kỳ luôn anh chị nhá. Và bông cũng rất là đẹp luôn. Đấy, cái bông này nhá chị nhá, tím rất là đậm luôn. Anh chị lên mã này cho em nhé, là mã L95 với giá là 140.000 một chậu anh chị nhá. Cây rất là đẹp luôn anh chị này. Trước là em chia sẻ những cái cây nó chỉ có tầm khoảng 2-3 lá thôi, nó sẽ không, cái size cây nó sẽ không bự như là cái cây này nhá. Cây này làm hoa nhiều cây, rất là nhiều cây đang lên lá mèo anh chị này. Đấy, về anh chị chăm lực thêm là sẽ có hoa đấy. Đấy nhá. Đó, rồi em xin kết thúc video tại đây ạ. Anh chị nào mà ưng cái dòng hoa nào hoặc mặt bông hoa nào nhá, thì có thể gọi điện đặt hàng trực tiếp với em Linh San qua số điện thoại 0984 282 911, hoặc là anh chị có thể ghé kênh của em á, xem là những cái mặt bông hôm trước em cũng đã cập nhật rất là nhiều rồi. Đấy, cứ ưng mặt bông hoa nào thì cứ alo cho em nha. Em xin cảm ơn ạ.